mức lương hưu thấp nhất sau cải cách tiền lương là bao nhiêu? Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27 năm 2018, đồng thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Hiện nay, mức lương hưu hàng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 bằng mức lương cơ sở, trừ trường hợp quy định tại điểm Y khoản 1, điều 2 và khoản 3 điều 54 của luật này, đồng nghĩa với việc mức lương hưu thấp nhất được nhận hàng tháng là 1,8 triệu đồng. Tuy nhiên, theo Nghị quyết 27, lại đề cập đến việc bỏ lương cơ sở khi cải cách tiền lương. Dù vậy, mức lương hưu thấp nhất hiện nay đã là 1,8 triệu đồng một tháng, nên mức lương hưu thấp nhất từ 1 tháng 7 năm 2024 không thể thấp hơn mức lương này.